Đừng hút thuốc. Đúng rồi á mấy đứa ơi, đừng hút thuốc mấy đứa ơi, hút thuốc độc hại lắm. Thuốc có hại sức khỏe lắm. Ui! Trời mẹ, thằng ngu học này. Mày chết chưa? Chết mẹ. Thằng ngu. Để tao mày hô hấp dừng lại, để tao kích lại nhịp tim cho mày. Ngu. Ngu. Ngu mẹ. Ê ơi, cái mày đâu? Ê ơi. À không, đỉnh đỏ. Mập. Dậy đi mập. Dậy đi. I don't feel so good. Mr. Chan. Má ơi, trên đây bây giờ tao quá, tao ngứa đít, tao gãi đít không được á nha. Đây, để tao gãi đít cho mày. Mẹ. Ây da. Bác sĩ. Coi bác sĩ đi. Bác sĩ đâu? Mẹ. Mẹ. Ông có lộn má. Má ơi. Nó đau quá Chan ơi. Đau ở đây. Nó sắp tèo rồi bác sĩ ơi. Tao không muốn chết đâu Chan. Tao không muốn chết quá trẻ mà. Đang giữ nguyên hiện trường mà. Ôi ông tới. Ủa nếu phải. Ủa nếu phải. Phóng gì nhanh vậy. Ôi trực thăng. À anh ơi. À. Anh xuống không vậy, anh có xuống không vậy? Xuống rồi. Cứu bạn em đi bác sĩ. Cứu bạn em đi. Anh ơi đừng sợ nó em ơi, anh nhờ em nhỏ anh ơi. Đừng sợ em nhỏ anh ơi. Ơ mập ơi, hai phai mập. Ê con mẹ mày. Yeah. Cô vừa giơ tay vừa chạy nhìn nó cười nữa đi. Ủa má con chó mẹ của mấy đứa quý tộc luôn. Mày đang đâu à? Đang ở trong cái hẻm á. Đâu chó quý tộc đâu. Ô ôi. Đâu không, mày không phải là con chó quý tộc. Chó quý tộc ở đây. Quý. Ơ đi. Mới giết chó lại báo ông mày ăn con. Rồi anh đang ở trong server premium 2. Anh ơi. Gì? Ê, này cái thằng dụ mẹ ông Nhật vô gan nữa, vô băng nữa. Ok. Đi vào kia. Ôi, what's up? Vô mày. Gì cậu? Nói nhiều vào trong kia. Để ra vào kia nói chuyện. Đi vào trong. Cụ tự nhiên đi làm công viên lương thiện của mình. Đi vào trong. Ôi, vụ gì cậu ơi? Kiếm người khác chạy, nói mập. Ông bị mấy thằng bắn đạn nó chặn đường. Tao chạy ra có cái cửa. Rồi mày đi vô trong mày chạy trái, mày sẽ đi thẳng mày sẽ. Ủa đó. Mày sẽ thấy một cái cửa để mày chạy thẳng. Nhưng mà ý á là tụi nó không có giết mình quá, tụi nó đuổi vô trong tụi nó nói chuyện thôi á. Không phải đâu, nó chấn mày á. Không nó giết á. Nó không có gì trong người đâu. Nó chấn mày không có giết á con. Ủa con thằng đang đứng đó là ai vậy? Mày đâu? Đi ra ngoài mà. Ủa? Đi ra ngoài. Đang đứng nhìn bọn nó nè. Dạy. Nó làm gì ba? Đang stream. Chạy. Đi cụ. Má mình khốn nạn. Mày vô. Mày thử làm lần đi, mày thử mày bị bắt đi. Gì vậy? Coi nó có chứng tiền mày thiệt không? Gì ba? Ờ kia chạy kìa. Ủa mày chạy kìa. Ủa nó cầm súng bắn nó kìa. Nó gì? Đứng đây. Nó cầm súng mày nghĩ sao mà đứng lại nó bắn chết mẹ bây giờ. Mày coi mày thử bị bắt đi. Thử cái mùi quen mày quay lại mày cứu được coi. Mày nghĩ sao tao cứu mày được. Từ khi nào có chiếc taxi Mai Linh ngoài này vậy? Mày qua đây coi. Cái là taxi Mai Linh.
Sao hôm nay chạy vậy? Ê, tao gọi tao nói chuyện nó một chút nha. Nhưng mà lý do tại sao đổi bây giờ nè, em đang tính tìm găng nó vô. Ok, đây là em tên em tên Huy anh ơi. Đi sao rồi? Thằng Liên đó nó kiểu bảo kê. Nó đứng cạnh cái chỗ mấy cái chỗ mà bán đồ ấy, nó lấy tiền bảo kê đó bà. Nó đang quá tiền đó, nó đập nó luôn kìa. Liền nó giống mày vậy. Không, tao mày con khỉ quá. Nè, chơi đó nè. Ủa, nó cứ giật giật, có chịu con. Liền nó bị gì á. Anh thấy nè bà. Không, ý là nó cứ nó đi giật á. Nó cứ đứng ở sau. Kìa lấy xe đi rồi. Nè, nó cứ đứng ở sau. Bạn nó đứng tranh sẵn đó, có nghĩa là thằng nào chạy nó được theo á. Nó thấy rồi. Ngó tụi mình luôn hay gì á. Người ta chưa trả mối thù. Ở cảnh sát Thằng xin gum Brosi với anh. Tụi nó đứng trước cửa của chỗ bán vàng. 5 tháng ngày. Lượng lại cái xe màu xanh lá cây của nó. Cầm súng kìa. Ngày tháng sinh của đang cầm súng nó chứng tiền người ta mà. Ở đi ra cho anh ơi. Đi ra mày chạy thẳng với tao luôn rồi, nó giết mày không kịp đâu. Sao mày phóng nhanh? Tao tung nó. Ủa đi đâu vậy? Để mày đúng không? Mày tung sao chứ mày tung đi nha. Rồi. Tự mày được chứ trời. Rồi ok. Ủa mọi người đang đâu vậy? Nào mới cán vậy? Đến đây làm gì ông ạ? Mình nói chuyện một chút được không? Thằng bạn tôi bảo tới đây bán vàng mà hình như là chưa thay đồ bán được. Tới đây bán vàng á. Tích cơ xuống dưới em ơi, tích cơ. Giơ tay lên tôi bảo. Giơ tay lên. Giơ giả đó. Em mình nói chuyện thôi. Ôi đi vậy gì đấy? Ôi tôi không nghĩ là giơ tay như vậy được ông ơi. Từ này xuống máy đây. Ôi mẹ chơi đường này ghê vãi lộn. 21 luôn, tạm được đúng không? Để đó nha. Ông ơi, ông có muốn chạy không? Có ông nào muốn chạy không? Ông chết, nó chết. Không, đi bảo, lấy xe chạy đi bảo. Cán lồn chiếc cơ thêm lần nữa, mày cứ bị cản rồi, cán lồn chiếc cơ thêm lần nữa đi, đừng mới mà chạy. Có một thằng tên chiếc cơ, một thằng tên là kia, chiếc cơ đấy, gọi điện thoại kìa, đấy, đứng ở cái cột điện nó gọi điện thoại kìa. Đấy, không phải cột, cái cây á. Điệt mẹ như kẹt. Mẹ à? cái cây bảo. Ừ, đó. Nó vô xe hả? Trời, nhìn trời. Gì vậy? Ủa, tao không chết gì vậy? Rồi, tao không chết khắc rồi. Alo. Đủ rồi. Cái bọn đó kìa, cán nó thêm lần nữa đi. Cố kìa, thằng kia đang chạy kìa. Nào. Còn cái thằng mặc đồ mẹ công nhân đang chạy vòng, cái xác nó gì? Thằng bạc, thằng bồ nó đó. Đi rồi, ok, thả mày. Đi cứu anh với, mày ơi, đi cứu, bị thương nặng lắm rồi. Đi cứu em với. Thấy đầu tiên chỉ có rác cho kia kìa. Quá hả dạ mới liền. Quá chấn luôn.
đang giữ 20k tiền vô người má, 20k tiền trứng lột con mẹ mày. Vậy mà nãy tao không chết mày hả cho đi. Hả? Không không chết, tao mất nửa cây, tao mất nửa cây rồi, còn nó thì tao chết ngắt ngay tại chỗ luôn má, móng xịt từ lưa hết. Tao không biết đường đi mà đi đường nào. Má đâu rồi? Ồ má, bay lên ghế chị ghế vậy. Tao bán đồ rồi. Gì đâu chết ra. Ôi chết mày ơi. Tao không biết bơi, tao biết bơi. Rồi xong, đồ thanh niên. Taxi. Ủa bơi xíu chết. Nhỏ thì đi rồi. Dạ. Đéo gì mà dừng xe gấp vậy. Ủa ba rồi. Liền mấy lần đó. Nó chạy xe đang nhanh, tự nhiên nó dừng xe gấp phải liền luôn. Tao cán ngang người đó luôn. Tội nghiệp gió Hiếu. Hiếu nãy giờ ế taxi ế đây. Giờ mình cá chết mẹ. Ui, bên cảnh chơi khôn mà ai đi. Bên cảnh chơi đúp lùm bờ là. Ủa mày bắt chưa? Chưa, mày nghĩ tao bắt được tao à? Còn lâu nha. Tí gặp tôi chuyển cho ít tiền bồi dưỡng.